Người dân sẽ được xem trực tiếp phiên xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành. Phiên xử vụ bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh bị bạo hành đến tử vong vào ngày 25 tháng 11 có thể được xem trực tiếp tại sân tòa, trụ sở 131 Nam kỳ khởi nghĩa. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã dựng dạp rộng 600 m2, bố trí màn hình LED trước sân tòa, có ghế để người dân ngồi theo dõi phiên tòa. Theo lãnh đạo tòa, vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm. Tòa đã quyết định dựng dạp bố trí màn hình ra sân tòa để mọi người theo dõi quá trình xét xử. Công tác tổ chức phiên xử được gấp rút hoàn thành trong hôm nay. Tuy nhiên cơ quan này cũng lưu ý Người dân sắp xếp phương tiện di chuyển gửi bên ngoài trụ sở, trong khuôn viên tòa chỉ có xe làm nhiệm vụ. Cán bộ tố tụng, lực lượng chức năng cũng như luật sư, nhà báo người tham gia phiên tòa đều phải đăng ký được cấp thẻ công tác để đảm bảo an ninh trật tự. Tòa phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, hỗ trợ tư pháp để có kế hoạch làm việc cụ thể. Các luật sư được tòa nhắc có mặt tại tòa sớm trước giờ khai mạc phiên tòa ít nhất 30 đến 45 phút để đảm bảo thuận tiện việc di chuyển vào bên trong phòng xử án và ổn định vị trí. Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm, truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người, hình phạt cao nhất là tử hình và tội hành hạ người khác, khung hình phạt 1 đến 2 năm tù, Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội hành hạ người khác, khung hình phạt cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc 6 tháng đến 5 năm tù. Dự kiến phiên xử kéo dài trong một ngày.